Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Trong những cái câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi thì chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi những cái câu chuyện liên quan đến việc ca sĩ Vy Oanh bị cấm xuất cảnh, rồi những cái thông tin trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề này thì chúng ta cũng thấy rồi. Tuy nhiên là ở cái đó thì chúng ta cũng tạm gác sang một bên, bởi vì có những cái câu chuyện mà bản thân chúng ta cũng giờ cũng thấy đó là những cái vấn đề là thông tin liên quan nó thật sự là có những cái thông tin nó chưa chuẩn, nó chưa chính xác. Nhưng dù sao thì cũng hy vọng là mọi người cẩn thận khi đưa những đoạn ghi âm đó lên. Bởi vì nếu như mà đội ngũ cầm cờ lê hay là họ có cái bản quyền lời nói của ca sĩ Vy Oanh thì họ sẽ đánh bản quyền cái kênh của các anh em, nó ảnh hưởng đến cái kênh của mình. Và cũng hy vọng là tất cả chúng ta là nên cẩn thận những vấn đề này. Chúng ta cũng thấy rằng là từ khi mà cái lá đơn của anh Tuấn liên quan đến 35 kênh YouTube, liên quan 35 kênh YouTube và các cá nhân có cái dấu hiệu vi phạm 331 mà anh Tuấn gửi đến các cơ quan chức năng để các cơ quan chức năng xem xét và đánh giá, thì chúng ta đã thấy có một số người, có một số nhân vật đã im hơi lặng tiếng, ví dụ như là Diệp Già hay là một số người khác nói về vấn đề này. Bản thân những người như Hoàng Kim Dung cũng vậy, chúng ta đã thấy rằng nó khá là nhạy cảm trong những cái câu chuyện, và hy vọng là các cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét đánh giá. Thế nhưng mà chúng ta thấy nổi lên trong những cái vấn đề đó thì có cái câu chuyện của ca sĩ Vy Oanh, và ở trong đó thì cái đơn của anh Tuấn cũng hướng về Vy Oanh với điều 331, và bản thân Vy Oanh cũng đã phản pháo lại con trai của chị Hằng là anh Tuấn, đúng không ạ? Vy Oanh cũng đã từng khẳng định là không xúc phạm chị Hằng trên mạng xã hội như anh Tuấn nói trong đơn tố giác. Thế nhưng mà cái dữ liệu thì chúng ta không hề biết là anh Tuấn cung cấp cho cơ quan chức năng như thế nào. Đấy. Và bản thân Vy Oanh thì luôn khẳng định điều đó. Nhưng có rất nhiều người cho rằng là những cái câu chuyện nó diễn ra trong thời gian vừa rồi nó thể hiện cái sự lo lắng của ca sĩ Vy Oanh đối với câu chuyện của anh Tuấn khi mà anh ấy đưa đơn đối với bản thân ca sĩ Vy Oanh, thì rõ ràng là có cơ sở, đúng không ạ? Ngày 24 tháng 3 đó thì Vy Oanh có gửi đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh và viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng về việc là bị anh Tuấn con trai chị Hằng gửi đơn tố giác về việc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì ca sĩ Vy Oanh lúc đấy nói rằng là bà Hằng chưa từng có đơn tố giác Vy Oanh về những cái hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chị Hằng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là trước kia bản thân chị Hằng cũng đã từng khẳng định rằng với những cái lời mà Vy Oanh nói về bé Hằng Hữu và danh nhân Huy Dũng thì bản thân chị Hằng sẽ có đơn để khởi kiện Vy Oanh. Nếu mà chúng ta theo dõi cái drama thì chúng ta thấy rất rõ là bản thân Vy Oanh đã từng nói những vấn đề đề gì và có trên mạng xã hội hay không. Chúng ta hãy nhớ rằng là cái điều đó là có trên mạng xã hội đấy. Nhưng mà đối với các cơ quan chức năng và những người làm về pháp luật thì họ sẽ xem xét đánh giá xem là có vi phạm hay không, đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Và Vy Oanh nói rằng là bà Hằng đã thành niên, mặc dù bà đang bị tạm giam nhưng chưa có quyết định của tòa án tuyên bố việc bà bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vì vậy bà Hằng có đủ năng lực hành vi dân sự. Lẽ đó ông Tuấn không có quyền tố giác thay. Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm danh dự uy tín thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác tôi, ông Tuấn, không phải bà Hằng. Ông không thể bị tổn thương thay cho bà Hằng. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác tôi thay cho bà Hằng. Đấy là cái lời Vy Oanh đã nói, và chúng ta cũng đã thấy các nhà làm luật, những người làm về luật, họ phân tích những vấn đề đó. Và đặc biệt liên quan đến những cái dấu hiệu vi phạm 331 thì không cần phải CEO Nguyễn Phương Hằng tố giác ca sĩ Vy Oanh, mà bản thân doanh nhân Huỳnh Uy Dũng cũng có thể là người làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy câu chuyện luật sư Trần Văn Sĩ và Hàn Ni là một ví dụ rất là rõ ràng, là một ví dụ rất là điển hình cho việc đó. Nếu như ở thời điểm hiện tại ca sĩ Vy Oanh nói như vậy thì bản thân anh Tuấn và nhất là doanh nhân Huỳnh Uy Dũng nếu như đưa đơn hoặc họ
khiếu nại tố cáo, tố giác. Thì ca sĩ Viu Anh rất là căng đó nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở và trong cái quy định của pháp luật hiện hành, quy định của pháp luật có rất là đầy đủ. Bộ luật 2015 sửa đổi bổ sung 2017 nó có những cái quy định đầy đủ để cho người dân và tất cả mọi người nhìn vào những điều đó để chấn chỉnh, để làm theo, để theo hướng dẫn quy trình của pháp luật. Đây là cái mà Tâm TV muốn phân tích trong video này. Và những cái sự việc nó diễn ra vừa rồi thì người ta đặt ra câu hỏi là liệu có phải là ca sĩ Viu Anh đang lo lắng và không muốn mọi người nhắc đến câu chuyện của mình, không muốn mọi người nói đến câu chuyện của mình, cho nên là mới đánh bản quyền các kênh YouTube hay là những trang mà họ chia sẻ về vấn đề này. Phải chăng là lá đơn của anh Tuấn nó đã có tác động gì đó rất lớn đến cái tâm lý của ca sĩ Viu Anh? Và một điều nữa là phải chăng rằng là ca sĩ Viu Anh có biết rằng cái lời nói của mình nói về việc bé Hằng Hữu thử ADN với 20 người đàn ông khác có ảnh hưởng đến cái câu chuyện của cô ấy hay không? Nếu mà xét về một góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó có khả năng nó sẽ ảnh hưởng, mà ảnh hưởng rất lớn ở đường khác. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện chưa cần ra pháp luật, là một ca sĩ, là một người của công chúng thì phát ngôn về những điều này là nó đã ảnh hưởng rồi. Người ta sẽ đặt ra câu hỏi tại sao mình là một người của công chúng mình lại có thể phát biểu những cái lời nói như vậy, đúng không ạ? Tại sao mình là người của công chúng mà mình lại có thể đưa ra những cái đánh giá vội vàng, quy chụp? Tại sao bé Hằng Hữu phải thử ADN với 20 người đàn ông khác, trong khi chúng ta chỉ cần nhìn bề ngoài bé Hằng Hữu đã giống doanh nhân Huỳnh Như Dũng như đúc? Vậy tại sao phải thử ADN mà người yêu cầu thử ADN ở đây lại là ai? Là một ca sĩ nổi tiếng. Và cũng nói bà Hằng rằng là những tin đồn hay là giấc mơ gì đó, những người ta đồn cách đây trong vòng 8 tháng qua. Câu chuyện này nó là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà không lường trước cái sự việc mình nói mình có gây hậu quả cho người khác hay không. Đây là điều mà có lẽ là ca sĩ Viu Anh sẽ phải lo lắng nhiều hơn ở những người khác. Tất nhiên trong những câu chuyện thì chúng ta sẽ chờ và sẽ nghe, đúng không ạ? Sẽ nghe xem là cơ quan chức năng sau này sẽ đưa ra những điều gì. Bởi vì câu chuyện mà lá đơn của anh Tuấn, chúng ta cũng phải thấy rằng là cơ quan chức năng chưa phản hồi, tức là chưa trả lời. Ở đây chưa trả lời là có nghĩa là rằng trong cái lá đơn của anh Tuấn, sau này cơ quan chức năng sẽ trả lời cho anh Tuấn là có hay không có cái việc ca sĩ Viu Anh vi phạm điều 331 hay không. Cũng giống như là Đinh Lan kiện các kênh YouTube thì cơ quan chức năng sẽ trả lời. Đấy ạ, đúng không ạ? Và cái việc mà Viu Anh cho rằng là việc anh Tuấn tố giác Viu Anh, còn tố giác nhiều người khác thì là nó là không hợp lý. Đó. Và Viu Anh cho rằng là với những cái việc như vậy thì anh Tuấn không đủ tư cách. Thì Viu Anh, để tránh cái việc lợi dụng quyền tố giác trình báo gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, thì Viu Anh đề nghị ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về việc tố giác nếu thông tin sai sự thật, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rõ ràng rồi, đúng không ạ? Anh Tuấn anh ấy tố giác thì anh phải có cái cơ sở gì anh ấy tố giác, mà cơ quan chức năng phải xét thấy là những cơ sở đấy có thì cơ quan chức năng mới mời Viu Anh lên làm việc. Mà ở đây Tam TV nói là mời, nhưng cơ quan chức năng là triệu tập nhé. Và Viu Anh còn khẳng định rằng tôi không có bất kỳ lời nói hành vi nào trong đời sống thường ngày hay trên mạng xã hội xâm phạm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hằng. Như nội dung tố giác ông Tuấn nêu, tất cả những gì có liên quan lời khai của bị hại, trong đó có tôi, đã được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong vụ án Nguyễn Phương Hằng cả. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng là đây là một vụ khác và một vấn đề khác. Thì tất nhiên là anh Tuấn anh ấy có quyền, mà tôi nói ở đây rằng là nếu doanh nhân Huy Dũng nhìn thấy cái câu chuyện phải thử ADN với 20 người đàn ông khác, câu chuyện mà nói về bé Hằng Hữu do ca sĩ Viu Anh nói, thì có lẽ là vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta mang những câu chuyện này ra, chúng ta mổ xẻ, chúng ta nói, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là bản thân chúng ta có vi phạm hay không. Có lẽ người nào lo lắng thì sẽ biết liền, và khi lên cơ quan chức năng làm việc với những vấn đề này thì mới
rõ ràng rành mạch, anh Tuấn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lá đơn của mình. Vậy câu hỏi đặt ra, những người xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng có chịu trách nhiệm hay không? Xin nhường lại cho cô chú anh chị và khán giả. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc chung hạ thảo khô của Estam TV rất tốt cho sức khỏe của chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những người bị tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, hen suyễn, đau lưng nhức mỏi, yếu sinh lý. Nó rất tốt cho mọi người dùng để bồi bổ. Và khi cô chú anh chị và các bạn liên hệ với Estam TV sẽ được tư vấn những sản phẩm tốt nhất. Estam TV cam đoan sẽ đưa những sản phẩm tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Xin được cảm ơn tất cả mọi người.